Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho hoạt động 3, trang 79, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Hoạt động 3 yêu cầu chúng ta như sau. Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xung quanh, xem ở xung quanh chúng ta thì sẽ có những đồ dụng này, vật dụng nào mà có hình ảnh là một hình vuông. Ở đây thì đề bài cũng đã cho chúng ta một ví dụ điển hình, đây chính là bàn cờ vua, đúng không ạ? Bàn cờ vua thì sẽ có hình ảnh là một hình vuông. Và ở đây cô sẽ lấy luôn ví dụ đầu tiên, đấy là bàn cờ vua. Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế là, đấy, đầu tiên là cô có bàn cờ vua này, đấy, bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một số hình ảnh xung quanh chúng ta, ví dụ như là ô cửa, đúng không ạ? Đấy, một số nhà các bạn thì có ô cửa hình vuông, đúng không? Vậy cô có ô cửa cũng là một hình ảnh thực tế có hình dáng là một hình vuông. Hoặc là mặt đồng hồ, đúng không ạ? Mặt đồng hồ hình vuông. Hoặc là ngay dưới chân chúng ta là những viên gạch, đúng không ạ? Viên lát gạch. Và chúng ta cũng rất hay chơi Rubik, thì cái mặt của cái khối Rubik cũng là hình ảnh của một hình vuông, đúng không ạ? Mặt của khối Rubik rồi. Như vậy là cô đã lấy được tất cả là 5 ví dụ, đúng không ạ? Bên cạnh đấy thì các em có thể tìm kiếm xung quanh chúng ta có những vật dụng gì minh họa là có hình ảnh là một hình vuông, thì chúng ta cũng có thể viết thêm vào bài làm của mình. Rồi bây giờ các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để chúng ta xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.